Em lại chào các bác nhá. Hôm nay là một ngày mưa khá là to nhưng mà bây giờ ngớt rồi. Và em sẽ lại tiếp tục em đi giao con xe Ford Ranger màu đen ở trong này cho khách hàng ở trong Bình Phước. Thì hôm nay là anh em mình sẽ chạy từ đây xuống Hà Nội để giao con xe này đi lên xe lồng để vào trong miền Nam cho khách hàng. Thì hôm nay mình sẽ quay nói rõ hơn về vấn đề giao xe đi miền Nam thì nó khó hay dễ và gồm các cái bước gì các bác nhá. Rồi ok. Các bác có nghe cái thấy cái âm thanh gì không? Đấy. Mưa đang rơi các bác ạ. Trời thì nắng mà có ra lại mưa. Đây. Cái mùa này ở ngoài miền Bắc thì rất là nhiều mưa rào và dông, chuẩn bị lại đến mùa bão nữa các bác ơi. Đấy. Xe này thì bác chủ xe này đã lên cả màn hình này, quảng cáo của bác Cường tí, lên màn hình Android này, hiển thị tốc độ này, chỉ đường này, các kiểu này. Đấy, cam hành trình đây, cam hành trình bé tí này, chạy tốc độ 7-80 cứ bon bon ở trên đường cao tốc, êm lắm các bác. Nếu mà 300 triệu để mà thôi chả dám so, em chả dám so, em định so với con Morning, nhưng mà so như thế thì nhiều bác lại tao có đi đâu mấy đâu mà tao đi cái bán tải tao đùng đúng không? Hoặc là các chị em phụ nữ hay là anh em công chức đi làm thì mình đi cái bán tải nó hơi cồng kềnh, nhưng mà đối với người đi làm thì đúng là người đi kiểu như là đi đường dài rồi đi rừng đi núi rồi đi công việc mà có cần chở đồ đằng sau thì không có cái con nào hơn được các bạn. Xe để đi nó chắc, thân vỏ nó chắc. Đấy này. Con này nó có hẳn hai cái cần, có một cái cần phụ bên cạnh, có nghĩa là đây này. Cái này là để gài cầu các bác này. Đấy, để gài cầu. Để chạy hai cầu hoặc là chạy một cầu. Cầu cứng, cầu mềm các kiểu, off-road các thứ đấy. Đấy. Đây là cần số. Con này thì hiện tại mới đang chạy là có 24 vạn thôi. 24 vạn km các bác nhá. Xe đây này có dán ở kia kìa là Hòa Lạc, có nghĩa là xe này là chủ yếu đi ở dưới đồng bằng thôi. Hòa Lạc mà, khu Hòa Lạc Hà Nội đấy. Hà Tây ngày xưa đấy, Hòa Bình đấy. Cái gì nhỉ? Đây, giao thì bao gồm là giấy tờ xe này, rồi là hợp đồng mua bán này, đăng kiểm này, đăng ký xe các thứ đầy đủ. Đấy. Con này nó có hai, nó có một cái ngăn ở đây các bác này, đấy. Cái ngăn. Đây ở dưới này nó lại có một cái ngăn. Đây là ngăn sách hướng dẫn của Ford Ranger vẫn còn nguyên bản từ cách đây 11 năm trước các bác này. Đấy, con này sản xuất. Đây này nó có hướng dẫn đầy đủ hết bằng tiếng Anh, hết đầy đủ hết. Đây. Cái này bằng tiếng Việt này. Để nguyên bản luôn. Đây, Ranger hướng dẫn sử dụng này. Ford Việt Nam này. Đấy, xuất bản Ford. Nên là người ta sản xuất được hẳn cả cái xe mà. Đĩa này. Đĩa này bây giờ vứt đi rồi. Giờ không có dùng đĩa nữa. Bây giờ là chuyển sang đầu Android còn đâu nữa mà đĩa. Ok. Điều hòa mát, mát rượi các bạn. Nói chung là mát, rất mát. Đấy. Ghế nỉ đẹp luôn này. Đấy. Ghế nỉ đẹp. Đăng kiểm thì mới đăng kiểm rồi, đầy đủ hết mọi thứ. Đấy, tự nhiên là ngớt mưa rồi này. Lại vẫn là con đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trong vắt. Lại chuẩn bị đến khu Samsung như hôm trước em giới thiệu video trước rồi. Dạo này dịch bệnh mọi cái, nhưng mà em hôm qua em đi đến tận nơi em hỏi rồi là có cấm người như nào với các thứ thì bọn em sẽ phải là vừa song song với phát triển kinh tế. Và có nhiều bác cứ bảo là dịch bệnh này đi làm cái gì như nào đấy, nhưng mà ở đây là chính phủ, các bác nghe trên TV ấy, chính phủ cũng không cấm đâu, chỉ cấm những cái vùng có dịch thôi, và ở đây là mình phải là phòng dịch đầy đủ là ok, vẫn phải phát triển kinh tế đúng không các bác. Đấy thì hôm nay hai anh em mình sẽ tiếp tục đi giao con xe Ford này, chuẩn bị đến Hà Nội mình quay tiếp nhá. Em cho các bác ngắm thủ đô một tí. Đang trên cầu Thăng Long đây, dưới sông Hồng đây. Đà Nẵng có sông Hàn, Hồ Chí Minh có sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn thì ở ngoài này là có sông Hồng, những con sông nổi tiếng của Việt Nam.
Đây thủ đô đây. Ngàn năm văn hiến đây. Đi Ford Ranger êm thật các bác ạ. Đấy. Đi rất là da dì luôn. Chuẩn bị trước khi giao con Ford Ranger này thì phải múc con Morning nữa. Con Morning này là con Morning Van sản xuất 2009. Thấy bảo thế nhưng mà mua lại của thợ. Và thấy giá cũng được được thì mua về, mua để con có cái mà đi, tí nữa giao xong con xe này là còn có chỗ đi lại. Còn có cái mà đi về chứ, không giao xong cái xe này anh em đi bộ. Đấy. Đi xuống bên đây rồi, đây là đang đi trên đường Phạm Văn Đồng ở trên cao các bác ạ. Ở bên dưới là đường Phạm Văn Đồng. Thì em lại nhớ lại cách đây 10 năm về trước em xuống đây đi bằng xe máy, đi con quay đỏ bây giờ vẫn còn. Đi xuống đây để tìm mua máy tính, buôn máy tính. Nghĩ nó vất vả các bác ạ. Định vị thì dùng con Black 7230. Cứ đi qua ngã tư rồi bắt đầu nó mới đến, định vị nó mới đến, nó khổ. Ngày xưa xuống thì những cái tòa nhà kia kìa là chưa có đâu. Đây chưa có. Cái tòa nhà cao bên này này, bên này là bên là Cổ Nhuế này chưa có cái gì cả, nó chỉ những cái nhà thấp thấp. Đấy mà bây giờ đây này nhìn tất cả những cái chung cư bên kia nó mọc lên quá nhiều luôn. Ngày xưa là không có, ngày xưa có mỗi cái tòa Căng Nam này xa xa kia. Landmark kìa là bảy mấy tầng, 72 tầng nữa là có đấy. Bây giờ nó quá nhiều nhà cao tầng, nhiều quá. Rồi là cái đường này chưa có, đường này ngày xưa là dãy cây xà cừ rất là to, nhưng mà đường này mới làm xong được khoảng năm nay thôi, mấy tháng sao mới đưa vào sử dụng, gần một năm. Xưa là tắc dã man, bây giờ chạy 100 km/h. Đi từ ngoài cầu Thăng Long vào cầu Giấy còn có 3 phút với 5 phút. Sướng hơn, ngày xưa đi đến đây là sợ khiếp hồn luôn. Đây mình đang ở bãi xe rồi. Đây này, cũng sẽ chuyển lên những cái xe này này. Đấy, cái xe này có xe ô tô bên trên này các bác này. Bây giờ là anh ấy sẽ nhận xe bằng cách chụp tất cả các loại vết xước trước. Để đỡ phải cãi nhau. Đèn đóm mọi cái. Tức là mình sẽ lái xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội này, xuống bãi xe của anh ở sau Mỹ Đình này. Và bây giờ là anh ấy sẽ cho lên xe lồng và chở vào trong Sài Gòn, hoặc là nói chung dọc cái đường 1, từ bắt đầu từ Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, mọi cái đều được hết. Đấy. Thì trước khi mà giao xuống đây thì trước khi giao lên xe thì anh ấy sẽ chụp lại ảnh hết tất cả các nơi, xước các thứ gì không. Xong bắt đầu là sẽ cho lên xe. Bán giao hết tất cả giấy tờ đầy đủ mọi cái. Đây xe như này. Đây, bãi xe họ rất nhiều này các bác này. Đấy, rất là nhiều. Nên là sẽ tiếp tục là... À vâng vâng. Tiếp tục cái gì nhỉ? Lên số điện thoại anh có nhận ở Hồ Chí Minh chỗ nào đấy để anh nhận. Rồi. Đây tất cả cambo rồi là ghế rồi là nói chung là các bác sẽ kiểm tra đủ thứ để nhận lại. Để không có vấn đề gì khi mà trên đường xảy ra thì còn có cái mà bắt đền nhau. Tức là trong đấy sẽ nhận dọc đường quốc lộ 1 có thể nhận là điểm Nha Trang này, Đà Nẵng này, Quy Nhơn này, rồi là Thành phố Hồ Chí Minh này, Huế, Đà Nẵng các thứ đầy đủ. Rồi anh đã nhận xong rồi. Đây anh ấy sẽ viết một cái giấy nhận cho. Giấy nhận xe đàng hoàng, đầy đủ hết. Nên là các bác yên tâm, mua ở trong đấy yên tâm. Cứ bác nào mua em lại ship xuống đây cho. Đấy. Bãi Mỹ Đình thì cách nhà em khoảng tầm 70-80 km nữa. Nhưng mà bọn em là phải chạy từ trên kia xuống ấy, mất mấy chục cây số để giao xe. Xe kiểm tra tất cả mọi thứ ok rồi thì họ sẽ sắp xếp lên xe. Và như theo dự kiến là cái xe này bắt đầu ngày mai sẽ di chuyển. Sẽ bắt đầu di chuyển.
Cái này nếu mà mai mình đi thì khoảng bao lâu thì mình vào đến thành phố Hồ Chí Minh anh nhỉ? Anh đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, bàn giao theo giấy tờ theo xe luôn. Tất cả mọi loại giấy tờ theo xe hết. Đấy. Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm đầy đủ. Rồi ok. Hiện tại là xong rồi, bây giờ bắt Grab ra xem có đi mua được con nào không. Về lại bán cho các bác nhá. Ok. Thế là em mới vào trong bãi rồi. Bây giờ anh em mình tiếp tục di chuyển xem tìm con nào mua lấy một con mà có cái mà đi về. Sáng nay nhé, định mua con Morning Van nhưng mà không mua được. Đấy, bây giờ thì sẽ lại đi tìm xe tiếp. Hiện tại đã là 5 giờ kém rồi. Không biết là tìm được con nào không các bác ạ. Đây anh em này, đây là sân vận động Mỹ Đình này, quốc gia Mỹ Đình này. Đấy, các trận cầu kinh điển các thứ là mình cũng vào đây xem nhiều rồi nhưng mà năm nay thì chưa phát nào các bác ạ. Dịch bệnh chán qua thì mất. Chưa thể chưa được xem trận nào nữa. Đường Lê Đức Thọ anh nhỉ? Chợ phải không nhỉ? Quên. Lê Quang Đạo. À Lê Quang Đạo. Đường Lê Quang Đạo. To đẹp, có cả cái gì nhỉ? F1 các thứ, công thức 1 nhỉ? Đấy, đường trường đua. Các bác nào mà muốn đua xe thì ra ngoài này mà đua nhá. Chào các bác nhá. Vậy là cái công tác mà bàn giao con Ford Ranger đã xong để lên xe lồng vào miền Nam. Và sau đó thì hai anh em mình đi mua lại của thợ thôi. Đấy, mua lại của thợ hai con cùng Kia Morning. Đây mình lái một con đây. Đấy, sản xuất đời 2017. Đây các bác này. Con này là bản LX. Đấy, và đã được đổ cái nút để nổ start stop này. Và DVD là răng đúc. Xe thì các bác nhìn đây, nhìn gương màu đỏ chắc các bác biết rồi đúng không? Xe là màu đỏ. Còn một con Morning nữa. Con này của mình là đời 2017 nhá. Chạy có 5.6 rồi. Thì con trước mặt này này, biết là tối này các bác có nhìn thấy không? Đèo biển Hà Nội. Con trước mặt này là con 2015 SI số tự động. Đấy. Và con đấy là nó là màu nào nhỉ? Màu kiểu như là màu nâu thì phải, đúng rồi, màu nâu. Đời 2015 bản SI, bản đủ ấy, số tự động. Con này thì được cái là chủ đã độ màn hình Android. Hiện tại là anh em mình bắt đầu đến đang đi trên đường cao tốc để đi ra cầu Thăng Long. Hà Nội bắt đầu sắp tối rồi. Đường phố đã lên đèn rồi các bác ạ. Đây là một ngày tối về còn kịp giao con Spark nữa. Đấy. Khách hôm nay là có một bác ấy sang mua Spark rồi. Và tối nay thì sẽ giao. Ok, nếu bác ấy sang thì sẽ giao. Đây, chuẩn bị đến chân cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long là được đi vận tốc là 80 km/h. Lại quay ra đến cầu Thăng Long các bác. Một ngày hơi mệt tí nhưng mà tuy nhiên mua được hai con zin đét tất cả mọi thứ luôn, máy zin, keo chỉ zin, mọi cái ok hết. Đấy, về để sơn si đẹp rồi, về để phục vụ cho các bác nào mà thích thì alo cho em mình nhé, 0962004888. Ok, bắt đầu em đi cầu Thăng Long rồi, em để em đi về nhà đã, cách 80 km nữa mới đến nhà cơ.